Rồi, mến chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của Lúa TV ha. Thì hiện tại mình đang đăng nhập trên app Sacombank nha các bạn. Thì mình sẽ làm một cái video là chuyển tiền từ tài khoản app Sacombank về một tài khoản cá nhân của mình hay tài khoản cá nhân người khác ha. Do mình chuyển dư ha, hay là những số tiền hoàn nó hoàn về tài khoản Sacombank không các bạn. Hôm nay mình sẽ làm video chuyển tiền từ tài khoản Sacombank này về tài khoản cá nhân mình. Đó. Trước tiên thì các bạn để mình chỉ cho chỗ nó hoàn tiền nè, mình nạp tiền điện thoại thử cho bạn xem ha. Đó. Đây để mình chọn qua cái ok để mình chọn qua tài khoản chính của mình các bạn. Hiện tại tài khoản này là tài khoản Sacombank, mình sẽ lấy tài khoản thẻ Visa của mình ra ha. Đó. Ok, mình sẽ nạp thử 100.000 cho các bạn xem ha. Thì 100.000 thì nó hoàn cho mình 3.000 đó. Và số tiền hoàn này nó sẽ đổ về tài khoản Sacombank nha các bạn. Thì để mình nhấn xác nhận nè. Đó, xong mình nhập mật khẩu của mình vô thì nó đã nạp tiền cho mình thôi. Đây nó nạp tiền thành công ha, thì nó báo là quý khách vừa được hoàn tiền từ về điện thoại nè ha, khi mua thẻ cào 3.000 đồng về tài khoản Sacombank nha các bạn. Đó, để mình thoát ra rồi mình vô mình xem cái số tiền hoàn cho các bạn xem ha. Thì lúc nãy á, tài khoản Sacombank của mình á thì nó có 14.000 mấy trăm à, thì nó hoàn thêm 3.000 chắc mình nghĩ là nó khoảng 17.000 mấy trăm đồng các bạn. Đây để mình vô kiểm tra tài khoản mình ha, vô chỗ quản lý thẻ tài khoản nè. Đó rồi các bạn mở lên ở chỗ con mắt nè, các bạn nhấn vô. Đó, thì các bạn nhấn vô thì các bạn sẽ thấy cái số tiền hiện lên. Đây có nó có 17.086 đồng nè, nó được hoàn 3.000 đồng nha các bạn. Ok, thì giờ mình sẽ thực hiện cái video á là sẽ chuyển tiền từ cái tài khoản Sacombank này về tài khoản cá nhân mình nha. Đó. Thì có hai cách, một là mình sẽ nạp tiền điện thoại để mình lấy số tiền dư này ha. Thì mình vô nạp tiền điện thoại thử nè. Thì hiện tại tài khoản mình có 17.000 thì mình sẽ nạp thử 10.000 đó. Hoặc là còn một cách khác nha các bạn. Cách khác là mình có thể tự mình chuyển tiền luôn. Đó. Nè, mình sẽ vô chuyển tiền. Chuyển tiền mình sẽ chọn tài khoản Sacombank mình. Đó mình sẽ chuyển về số tài khoản NABAT 247 nha các bạn. Đó. Chọn vô chỗ tài khoản NABAT nè. Đó. Rồi. Bên dưới thì cái mình sẽ chọn nguồn tiền mình là tài khoản Sacombank nha. Đó, rồi các bạn sẽ chọn ngân hàng. Mình xài Sacombank nên mình chọn ngân hàng Sacombank ha. Đó. Rồi các bạn nhấn số tài khoản người nhận vô. Sau khi các bạn nhấn số tài khoản người nhận vô thì nó sẽ nổi tên người đó lên. Đó. Tên chủ tài khoản ở bên dưới ha. Đó, rồi các bạn sẽ nhấn số tiền chuyển. Hiện tại thì tài khoản Sacombank mình á thì nó có 17.000 nên mình sẽ chuyển thử là 15.000 cho bạn xem ha. Mình có sẽ thể chuyển bất cứ lúc nào hay số tiền nào cũng được ha. Nhưng mà tùy vào tài khoản của mình. Đó, lẻ cũng được. Đây mình sẽ chuyển 15.000, mình nhấn lộn rồi. Đây mình chuyển 15.000 cho bạn. Đó, diễn giải thì các bạn nhớ đừng bỏ dấu giùm mình ha để chuyển tiền thôi. Đó, các bạn có thể lưu hoặc không lưu ha. Ở bên dưới nè. Có thể lưu do tài khoản của mình nên mình không cần lưu, nhưng mà các bạn nhấn tiếp theo, các bạn kiểm tra thông tin lại rồi các bạn nhấn xác nhận giúp mình. Đó, chỗ xác nhận ha. Đó, thì nó chạy đây, nó đưa mình tới mcode ha. Mình chọn vô mcode rồi mình lấy chỗ mSign nè, mình sẽ nhấn vô rồi lấy chỗ mSign để mình nhấn mật khẩu ha. Đối với những bạn nào mà không có mBanking á thì nó sẽ báo tin nhắn trực tiếp về điện thoại cho các bạn, rồi các bạn mở tin nhắn từ Sacombank lên lấy 6 số đó nhập vô, 6 số như thế này nhập vô nha các bạn. Gửi tin nhắn sang mang gửi gì trực tiếp về điện thoại bạn ha. Đó. Thì mình lấy 6 số này mình nhập vô. Nên nó đang chạy, nó báo mình đã chuyển tiền thành công rồi các bạn. Đó. Rồi, thì như vậy thì mình đã thực hiện cái video đó là chuyển tiền từ app Sacombank về tài khoản cá nhân của mình một cách thành công ha. Rồi mình xin dừng video đây ha. Mình chào các bạn.